sao Ye Jin lên kế hoạch cùng chồng làm điều này sau khi sinh con đầu lòng, fan nghe phấn khích không ngừng. Là một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hàn, vậy nên mỗi động thái của Hyun Bin và Son Ye Jin đều nhận được sự quan tâm rất lớn. Bà bầu Son Ye Jin mới đây tiết lộ sẽ đóng phim cùng chồng sau khi hạ sinh con đầu lòng. Son Ye Jin và Hyun Bin là cặp vợ chồng hot nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc. Cả hai không chỉ sở hữu sự nghiệp điện ảnh đồ sộ mà còn nhận được sự mến mộ bởi đời tư trong sạch, lối sống không chút scandal. Và thậm chí cả hai chỉ thông qua những cử chỉ hành động nhỏ cũng cho thấy là những người vô cùng tinh tế chu toàn. Như vừa qua, Son Ye Jin đã có màn hiện diện gây chú ý sau khoảng thời gian công bố mang thai. Tại đám cưới của một người bạn, nữ diễn viên hiện diện nặng nề với bụng bầu vượt mặt. Tuy nhiên, sự hiện diện của nữ diễn viên trong đám cưới này chính là tấm lòng lời chúc phúc vẹn toàn mà cô dành cho người bạn của mình. Sau khi hợp tác trong bộ phim Hạ cánh nơi anh, Hyun Bin và Son Ye Jin chính thức công khai tình cảm. Cặp đôi nhanh chóng tiến đến hôn nhân và chuẩn bị đón con đầu lòng. Mới đây, dân tình đã được fan sần sần trước thông tin Son Ye Jin sẽ làm một chuyện cho Hyun Bin sau khi cô sinh con xong. Cụ thể mới đây, nữ diễn viên đã viết thư tay nhằm gửi lời chúc mừng trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập The Park. Bên cạnh đó, Son Ye Jin cũng tiết lộ chuyện sẽ quay trở lại đóng phim cùng ông xã Hyun Bin sau khi sinh con đầu lòng. Thông tin này vừa được đưa ra đã khiến rất nhiều người hâm mộ của cặp đôi vui mừng. Vừa là vợ chồng, vừa là bạn diễn, chemistry của cặp đôi hứa hẹn sẽ gây sốt màn ảnh. Được biết, Son Ye Jin dự kiến sẽ sinh con đầu lòng vào cuối năm nay. Sau khi chăm em bé cứng cáp hơn, cô bắt đầu việc lựa chọn kịch bản và chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho việc tái xuất. Thông tin này đã được chính bà xã Hyun Bin ngầm xác nhận, nên càng khiến các fan tin tưởng hơn nữa. Mong đợi màn tái xuất của Son Ye Jin, lâu lắm rồi không được thấy chị đẹp trên màn ảnh. Cặp này đỉnh quá, giờ là vợ chồng rồi, đảm bảo đóng với nhau còn ngọt hơn Hạ cánh nơi anh nữa. Mong chờ tác phẩm mới của cả hai. Hai anh chị nhớ chọn phim ngọt ngọt chút nha, đảm bảo bùng nổ màn ảnh nhỏ luôn. Hyun Bin đang thành công với Cộng sự bất đắc dĩ 2, mong là hai anh chị sớm tái hợp ở dự án mới. Nhưng dù Son Ye Jin quyết định thế nào thì vẫn ủng hộ chị, loạt bình luận của dân mạng. Trong khi đó, Hyun Bin đi dự đám cưới của đạo diễn phim Cuộc đàm phán sinh tử. Hyun Bin và Son Ye Jin chủ động tách nhau ra để không quá nổi bật, chiếm sự chú ý trong đám cưới người khác. Hiện tại, mọi động thái về gia đình nhỏ của Hyun Bin và Son Ye Jin đều nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Các fan đều mong muốn sớm được thưởng thức màn tái hợp của cặp đôi trên màn ảnh. Sau khi đóng chung nhiều dự án phim, đến khi tác phẩm Hạ cánh nơi anh kết thúc, Son Ye Jin và Hyun Bin mới công khai đang hẹn hò sau khi bị Deepak khui ra loạt hình gặp gỡ nhau của cả hai. Sau một năm công khai hẹn hò, Son Ye Jin và Hyun Bin khiến công chúng vui mừng khi họ tổ chức hôn lễ. Thiên thần nhỏ sắp chào đời đã chứng minh cho niềm hạnh phúc mà Son Ye Jin và Hyun Bin có được sau nhiều năm cả hai chỉ dồn tâm huyết cho sự nghiệp của mình. Son Ye Jin là ngôi sao hạng A của showbiz Hàn. Tên tuổi cô được biết đến với loạt phim điện ảnh truyền hình cổ điển Hương mùa hè, Khoảnh khắc để nhớ, Cô đơn trong tình yêu, My Wife Got Married, The Last Princess, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Hạ cánh nơi anh đóng chính với Hyun Bin. Gần đây cô đóng phim tuổi 39. Hyun Bin tên thật là Kim Tae-byung, đóng loạt tác phẩm tên tuổi. Tên tôi là Kim Sam-sun, Hạ cánh nơi anh, Khu vườn bí mật, Cộng sự bất đắc dĩ. Nam diễn viên hiện là một trong những ngôi sao có uy tín và giá trị thương hiệu cao trong showbiz Hàn. Trước khi yêu Son Ye Jin, anh trải qua nhiều mối tình với các đồng nghiệp nữ xinh đẹp, Hwan Ji-yoon, Song Hye-kyo 3 năm, Kang So-ra 1 năm.